Rồi ai xung phong trước Nghĩa đi Nghĩa. Nghĩa với anh Vũ đi. Rồi mấy bà cảm thấy hứng rồi nhào vô. Dạ nó đẩy lên đẩy rồi cảm thấy mình thấy mình nằm xuống rồi thôi không sao chứ. Nó không có đau lớn gì trơn á. Đây. Rồi anh năm nay lần nào không vô đi rồi cho đàn bà ngắm cái. Lại đây trước đi. Lại em nó hướng dẫn kìa. Quan trọng là anh đứng cho vững là nó đó đó là đâm đứng nằm đó chạy xong mà té lật ngang lên đó là đi ra chứ không có gì đâu không có đau đớn nữa không cứ lên tới đó là mình văng lên đó là cái nhìn rớt đó à. Không có đau đớn gì đâu á đó bằng niệm mà làm liền. Thì cũng như mình rớt rồi thua vậy đó, mình rớt hình ra. Không, bằng mốt niệm. Nè qua đây. Kìa, đi vô. Giờ mình đi ra ngoài. Đi ra đây. Đi ra hỏi đi đâu. Vô chơi. Ừ, không lo. Là đang có đường đi ra. Có đường đi ra. Nó có cái hồng đó. Rồi đi ra xuống. Chơi giỏi, cầu mình chơi dù mình không đứng được hay mình ngồi ngồi được mình nằm nó dễ nhất giống như hồi nãy cái máng kia vậy đó nhưng mà này nó lướt ngoài trời không có lượt vô không rồi lắc qua lắc nhẹ là nó chạy qua mình liên nghiêng qua nó chạy qua mình nghiêng lại chạy lại à không nè giống như mình lấy xe như mình thường vậy thôi hả má nín thở là đừng hả họng ra nút nước thôi ngậm miệng lại đó chưa ừ đó đường lái ở đó rồi bay bay luôn ở đó đó lắc qua đây nghiêng qua đây đó rồi nghiêng qua đây giạt như bờ cái vậy đó đơn giản dễ lên người đâu hai người cũng được rồi lại em lại đó này để bắt đầu hướng dẫn tư vấn cho mình cái là mình vô đó mình làm ông lỗi chuyện ra đi thấy dữ đi trời này không chắc nghiêng qua vừa thôi lấy lại đó nó chưa quen rồi đó dễ lắm mà mình không biết đó mình nhả hay nhất hỏng người lên nó đẩy mình chân kia lại à rồi bay vậy nó chạy cái mốt ở dưới là mốt không à lủng cái mốt
xuống hồng, xuống hồng. Lên đi, hai chơi là cứ lên đi.